Đây, cái rễ này mình tiếc mình lấy mình về mình ghép vào. Đấy, mình ghép vào mà bây giờ nó đã nở hoa rồi này các bạn. Đấy, nó nở hoa, thực tế là nó nở hoa hoa rồi này. Đó. Cái cây rất là nhỏ nhá, như ngón tay ấy. Mà đúng có 25 ngày đấy. Nói chứ mình mới tháo bọc ra đây. Đây này, cái nhìn cái ngón tay mình là biết này. Còn bé hơn ngón tay mình là cái rễ đấy, mình thấy nó tiếc đấy. Thì về mình ghép vào cái mà mới có tính ra là mới có hôm nay là đúng tròn 25 ngày này. Đây này, cái nụ nó đây này, còn cái nhỏ nhỏ nữa này, cái nụ nhỏ này đó, đây này nó chuẩn bị nó lại nở tiếp. Đấy là cái rễ nhỏ này. Này, cái này là không phải của nó này, đó cái này không phải của nó đấy, còn đây này của nó, thực tế của nó đấy, còn cái này này không nở, nở đấy, cái rễ đấy. Còn đây cái này nữa này cũng sắp nở tiếp rồi này. Nó cũng bằng cái rễ đó. Đây cái này chuẩn bị nó nở rồi. Còn cái cây bữa trước cái này đó, ghép mà bây giờ nó cỡ 8 ngày rồi mà nó chưa tàn này, này. Đấy, nó mới rụng được mấy cánh rồi. Và mình sang xem cái cúc đấy. Đây cái cúc này sắp nở này. Đó. Sắp nở đấy. Nó nở. Các bạn thấy không? Nói chung ghép đúng có 25 ngày mà nó nở như vậy đấy. Nở rất là đẹp. Nó hoa. Các bạn thấy không? Nó bé nhưng mà chơi này, cho vào cái chậu nhỏ nó khi nó thuần nó ra hoa, nhưng mà thấy không, nó bé như vậy mà cái sức sống đã như vậy là chứng tỏ là mình phải chăm sóc, mình thương yêu đến nó mới nở hoa đấy. Ghép nó cái dòng nó chuẩn là nó khi mà nó chưa liền hết cái thương, chưa thần tháo bọc mà nó đã dính như vậy đấy. Rồi tưới nước cho nó.